Trước khi vào video này thì các bạn lưu ý rằng video này chỉ mang tính chất vui vẻ giải trí trong những giờ học tập và làm việc căng thẳng mà thôi, không có xíu cho bất kỳ hành động xấu nào hết. Và đặc biệt hơn hết, đây chỉ là game, các bạn không được bắt chước theo nha. Còn bây giờ thì let's go. Hello anh em. À không, à, cái lời chào này không phải. Hello, hello và xin chào tất cả mọi người, những đã quay những sẽ bên mình Dũng Quyền. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Zero Official và là tôi Dũng đây. À đúng rồi, cái lời chào này mới đúng các bạn ạ. Ok các bạn, ngày hôm nay sẽ là tập đầu tiên của chuỗi series bắt cua và kể. Thì nó là cái bắt cua kể chuyện đó anh em ạ. Nhưng mà mình rút ngắn cái tên nó lại thành bắt cua và kể, để cho cái phần tiêu đề ở đầu nó ngắn một chút, để mình có thể đặt những cái nội dung chính của video ở cái phần tiêu đề sau, để cho anh em nắm rõ được cái nội dung chính của cái video này hơn nha. Và đến với cái chuỗi series bắt cua và kể này thì đơn giản là mình chỉ ngồi mình bắt cua, sau đó mình sẽ kể cho các bạn những cái câu chuyện liên quan đến mình, hoặc những câu hỏi mà các bạn đặt ra ở bên dưới phần bình luận, hoặc những cái tâm sự mà các bạn cảm thấy các bạn khó nói với gia đình, hoặc là những cái người xung quanh các bạn mà các bạn cảm thấy kiểu bị cứng miệng mà các bạn nói không có được, không chia sẻ ra được á, thì các bạn có thể comment phía bên dưới, mình có thể giấu tên cho các bạn nếu như mà các bạn cần. Và các bạn cũng đừng ngần ngại comment phía bên dưới những cái câu hỏi và những cái tâm sự của các bạn nha. Thì mỗi ngày mình sẽ đọc hết tất cả những cái bình luận ở trên kênh của mình, và mình sẽ lọc ra những cái tâm sự, những cái câu hỏi mà mình cho là hay, bổ ích và có thể là nằm trong được cái tầm mà mình có thể đưa ra cái lời khuyên cho các bạn được, thì mình sẽ đưa lên video để chia sẻ đến rộng rãi nhiều người hơn. Và mình không chắc là mình sẽ đưa ra cho các bạn một cái lời khuyên tốt nhất, nhưng mà mình xin hứa là bằng tất cả những thứ mà mình đã trải qua, hoặc những thứ mà mình đã chứng kiến từ những người xung quanh của mình, mình sẽ đưa cho các bạn những cái lời khuyên hoặc là những cái lời tâm sự chia sẻ để đưa các bạn đến với con đường đúng đắn nhất ha. Còn tốt nhất thì mình không chắc nha. Nên là nếu như mà các bạn có tranh luận ở dưới cái video của mình về những cái chủ đề của cái video bắt cua và kể thì các bạn cũng đừng có toxic quá nha. Mình hãy tranh luận một cách văn minh văn hóa nha các bạn ơi. Và nếu các bạn ghé ngang qua xem và ủng hộ cho cái chuỗi series bắt cua và kể này của mình thì các bạn đừng quên để lại một like và một subscribe cho kênh YouTube của Zero Official để mình có động lực làm ra nhiều video hay hơn của chuỗi series bắt cua và kể này nha. Còn bây giờ thì chúc các bạn có một trải nghiệm coi video vui vẻ. Let's go. Ok các bạn ạ, hiện tại là mình đang có mặt ở trong một con map mini world có mã số OED là 53189932. Nếu như bạn nào thấy map này hay, map này vui, nhảy thoải mái thì các bạn có thể bấm mã số để mình lên thì mini tải về đúng một số bạn này nha. Ok, thì hiện tại bởi vì đây là tập đầu tiên của chuỗi series bắt cua và kể, đâm ra là những cái câu hỏi hay là những cái tâm sự mà các bạn gửi đến cho mình hiện tại mình chưa có. Bởi vì đây là tập đầu tiên mình nên là làm gì đã có cái comment nào gửi đến cho mình đâu, đúng không các bạn? Nên là mình đã quyết định là mình sẽ lựa chọn cái câu hỏi mà được các bạn hỏi nhiều nhất trong thời gian vừa qua để làm cái chủ đề chính cho cái video ngày hôm nay. Đó chính là câu hỏi Siro đã rời team rồi. Thì cái câu hỏi này các bạn đặt ra cho mình khá là nhiều ở trên tất cả các trang mạng xã hội, từ YouTube cho đến TikTok cho đến cả Facebook hay là những cái trang như là Instagram bla bla bla. Nói chung là những cái trang mạng xã hội thì các bạn đặt cho mình khá là nhiều câu hỏi như thế này. Và nói chung là nếu như mà để trả lời mỗi cái câu hỏi này không mà hết nguyên một cái video thì nó vô lý đúng không các bạn? Nó bị lê thê rồi đúng không? Nên là mình quyết định là mình sẽ trả lời luôn cả những cái câu hỏi nhỏ lẻ xoay quanh cái chủ đề này luôn nha các bạn ơi. Được rồi, và đầu tiên thì nếu như mà bạn nào có theo dõi cái trang Facebook cá nhân của mình là Huỳnh Thiên Tân, hay là cái fanpage Zero Gaming của mình, hoặc là các bạn có tham gia vào cái nhóm bộ tộc sói ở trên Facebook, thì cái đường link của ba cái Facebook này mình sẽ để bên dưới cái phần mô tả để các bạn có thể xuống dưới các bạn lấy và các bạn tham gia giúp mình nha. Thì nếu như mà các bạn theo dõi ba cái trang này thì các bạn có thể cập nhật những cái tin tức về những cái chuyến đi của Siro này, hoặc là những cái đời sống cá nhân của Siro vân vân may may, và các bạn có thể cập nhật những thông tin của tôi ở trên đấy ha. Rồi quay trở lại với chủ đề của chúng ta, thì vào ngày 25 tháng 11 năm 2023 thì mình có đăng một cái bài ở trên Facebook cá nhân, cộng thêm một cái bài ở trên fanpage, và cộng thêm một cái bài ở trên nhóm bộ tộc sói, để xác nhận về cái việc là mình đã rời team và hiện tại là mình đang hoạt động một mình, hoạt động cá nhân, hoạt động đơn lẻ. Và sau đó tầm khoảng vài tiếng hay là một ngày gì đấy thì mình quên mất tiêu cái mốc thời gian rồi, thì Ruby cũng có đăng một cái bài lên để xác nhận là Ruby cũng đã rời team và đang hoạt động đơn lẻ giống mình. Thì thật ra là tới tận tháng 11 thì mình mới đăng bài cho các bạn biết. Và cái này thì mình xin lỗi các bạn rất là nhiều, bởi vì đến tận tháng 11 mình mới cho các bạn biết nha. Bởi vì thật ra là cái thời gian chính thức mà mình và Ruby out team ấy là vào ngày 30 tháng 6 năm 2023. Nhưng mà bởi vì còn một vài cái hợp đồng, còn một vài cái điều khoản mà mình cần phải hoàn thành với công ty, nên là mình mới không thể nào mà thông báo cho các bạn về cái việc mà mình và Ruby out team được. Và đến tận tháng 11 thì mình mới bắt đầu lên một cái bài chính thức nói cho các bạn về vấn đề đấy. Và trong xuyên suốt cái thời gian mà các bạn mình out team á, thì các bạn cũng có rất nhiều bạn đón già đón non ra rồi, và cũng có rất là nhiều bạn tiêu cực các thứ vì. Và nói chung là mình không cần biết là các bạn tiêu cực về vấn đề gì, nhưng mà điều đầu tiên sẽ là lỗi của mình. Thì mình muốn gửi lời xin lỗi các bạn rất là nhiều, bởi vì đến tận cái ngày
25 tháng 11 đó thì mình mới thông báo cho các bạn xem. Tức là qua tầm khoảng là gần 5 tháng lận, mình out vào ngày 30 tháng 6, mà tới tận 25 tháng 11 mình mới out mà mình mới thông báo như vậy á, thì mình đã gây cho các bạn rất là nhiều cái hiểu lầm và gây cho các bạn rất là nhiều cái suy nghĩ. Đâm ra là mình xin lỗi các bạn về vấn đề đó rất là nhiều nha. Và đến với câu hỏi thứ hai, đó chính là cái câu hỏi cũng được nhiều bạn trả lời, hỏi không kém luôn, đó chính là anh không làm việc với Ruby nữa à? Thật ra thì bọn mình vẫn làm việc với nhau, bọn mình vẫn là anh em, vẫn đi chơi với nhau bình thường mọi người ơi. Và gần đây thì mình với Ruby có một cái chuyến đi Hà Nội để gặp lại quá team cũ, trong đó có Hùng Akira này, Thịnh Tuẩn này, hay thậm chí là Subi đó, chỉ thiếu đúng Bakuma thôi. Còn lại thì tất cả là thành viên của God Team đều có mặt ở trong cái chuyến đi Hà Nội đó. Và cái vlog thì chắc là mình sẽ sớm lên cho các bạn thôi, cũng có thể là tầm khoảng vào tháng 2 gì đấy thì mình sẽ lên cái vlog đó cho các bạn xem ha. Thì bọn mình vẫn đi ăn đi chơi với nhau bình thường, chỉ có điều là hiện tại là bọn mình đang đi trên hai con đường, nó không còn kiểu giống nhau nữa mọi người. Tại vì bây giờ tôi á, thì tôi quay về Mini World, Minecraft, gaming thì tôi chỉ có livestream thôi. Còn Ruby thì Ruby là thuần về gaming luôn, tức là Ruby cứ đụng game nào là Ruby quay game đó. Đâm ra là hai đứa khó quay video chung với nhau được lắm. Tức là hẹn quay thì có đó, là nhưng mà game hai đứa khác nhau, đâm ra là mỗi lần mà chuẩn bị setup các thứ gì là nó sẽ rất là khó khăn rất là nhiều. Thì đó là về cái vấn đề game. Và cái vấn đề thứ hai là về vấn đề thời gian làm việc. Thì thời gian làm việc của tôi với Ruby bây giờ nó kiểu bị trái giờ các bạn. Như anh em biết là buổi tối tôi hay livestream, và tôi livestream xong thì tôi phải nghỉ ngơi, đâm ra là buổi sáng tôi sẽ dậy. Còn Ruby thì tầm khoảng là buổi trưa buổi chiều Ruby mới dậy, đâm ra là thời gian làm việc của hai đứa nó khác nhau. Nên là hai đứa không thể nào mà kiểu hẹn nhau quay một cái giờ cố định được á mọi người. Đó, đâm ra là bây giờ mọi người thấy mình với Ruby đang kiểu ít xuất hiện cùng với nhau thôi, chứ không phải là không quay video cùng với nhau nhá. Vừa mới hôm trước tụi tôi vừa mới đăng cái video quay cùng nhau lên đấy. Tức là vẫn làm việc với nhau, nhưng mà các bạn là do thời gian làm việc nó trái giờ, đâm ra là không có quay video thường xuyên với nhau được. Kiểu kiểu như vậy á. Rồi, và câu hỏi thứ hai đó chính là anh out team để qua team ăn chồ à? Đây là cái câu hỏi mà mình được nhận rất là nhiều trong cái khoảng thời gian mà mình out team luôn đó mọi người. Tại vì cô không biết sao, nhưng mà mọi người thấy tôi chơi với bên Mai Đen rồi bên ăn chồ các thứ á, cái mọi người đặt câu hỏi quá trời luôn mọi người, chứ trời, anh Chigo với chị Ruby out team để vô team ăn chồ nhá hả anh chị này kia, nói chung là các bạn trách bọn mình. Và mình cũng không biết là các bạn lấy cái thông tin đó từ đâu ra, và không biết là ai là người đã tuồn cái thông tin đó cho các bạn. Nhưng mà trời ơi các bạn ơi, tính đến thời điểm hiện tại, Angel vẫn chưa có giúp tôi quay một cái clip nào hết. Tôi chưa có quay chung với Angel một cái clip nào trên YouTube hết. Thì làm sao mà vào team được hả mọi người? Trời ơi, tóm lại ấy, cái lúc mà tôi out team cho đến thời điểm hiện tại, từ cái khoảng khắc mà tôi out team cho đến bây giờ ấy, là tôi hoạt động một mình đơn lẻ hết. Hiện tại vẫn đang hoạt động một mình và hoạt động đơn lẻ nha, chứ tôi không có vào team của bất kỳ một ai hết mọi người ạ. Và Angel với cả là Mai Đen hay là Ruby á, thì hiện tại là mình đang chơi với phương diện là những người bạn. Tức là mình bây giờ là mình đang làm YouTube, mình không muốn làm theo cái khuôn khổ là ta sẽ làm team và chỉ có một mình team mới chơi chung với nhau thôi, chứ không có chơi chung với bất kỳ ai ở trên cái YouTube này nữa. Tức là ngày xưa khi mà mình ở trong team á thì là mình như vậy, mà tức là mình chỉ chơi chung với team thôi, chứ mình không được chơi chung với bất kỳ ai trên YouTube này hết. Đó. Còn nếu có chơi chung thì phải có lợi mới chơi. Còn bây giờ thì mình out rồi, mình không có chơi theo kiểu đấy. Nên là mình khi mà mình out rồi á, thì ai mình cũng chơi hết, miễn là thân thiện hòa đồng và chấp nhận được là đi chơi chung với nhau ok thì được, mình đi chơi chung với người ta thôi. Chứ mình không có gò bó ở cái việc là phải chung team của tôi thì tôi mới đi chơi chung với bạn này kia, cũng có nha. Thì đó là cái lý do tại vì sao mà tôi đi chơi với ăn trò, đi chơi với Mai Đen nhiều. Đấy, không phải là vào team thì mới đi chơi với nhau được anh em. Trời ơi, bạn bè bình thường không đi chơi với nhau được à. Trời ơi, anh em edit nhiều lắm, anh em edit tiêu cực quá trời luôn. Đấy, thì mình xin xác nhận lại nữa là bây giờ mình đang hoạt động đơn lẻ một mình, và mình không có vào bất kỳ team của bất kỳ ai hết. Nên là các bạn không có cần phải xoắn lên như thế. Trời ơi, nghĩ sao vậy trời. Rồi, và một câu hỏi tiếp theo nữa, nhận khá là nhiều đấy. Ashiro chia tay chị Ruby rồi à? Ok, tôi nghĩ chắc là cái câu hỏi này đến từ những cái bạn nhỏ là nhiều. Ok, thì mình cũng xin trả lời luôn là đó giờ là mình với Ruby thì mình cũng đã có nói khá là nhiều ở trên những cái video. Thậm chí là có những cái lúc mà mình bức xúc tới cái mức mà mình phải đăng lên story Facebook của mình nói. Và mình xin xác nhận lại một lần nữa trên video của mình, đó chính là mình và Ruby là anh em thôi. Và đó giờ bọn mình chơi với nhau ở trên phương diện là anh em thôi, chứ bọn mình không phải là người yêu của nhau mọi người nhé. Thì ngày xưa là được ship cặp các thứ thì ok, nói chung là ship là cái sở thích của các bạn. Thì cái đó là cái sở thích của bạn thì mình không có cấm. Các bạn ship thì các bạn thoải mái thôi. Nhưng mà mình xin đính chính là một lần nữa,
Và mình cũng xin nói luôn là mình đã đính chính nhiều lần rồi, nhưng mà các bạn không chịu nghe, các bạn không chịu chấp nhận đấy chứ. Là mình với Ruby chỉ là anh em chí cốt thôi. Và bọn mình đã chơi với nhau từ cái thời What Team, tức là chơi với nhau cũng được là mấy năm rồi đấy. Mấy năm ta? Từ thời What Team là 2019 tới tận bây giờ là được 5 năm, 4-5 năm gì rồi. Đó, thì bọn mình chơi với nhau lâu như vậy rồi, đâm ra là bọn mình chỉ có anh em thôi, chứ không phải là người yêu gì cả. Đã quen đâu mà chia tay, mấy ông cứ hỏi tụi tôi chia tay chưa, đã quen đâu mà chia tay mấy cha. Trời ơi, thật luôn á. Và hiện tại thì Ruby cũng đã có người yêu rồi các bạn ạ. Thì các bạn nào mà muốn theo dõi Ruby thì các bạn có thể lên trên trang top top là WeHen ấy. Thì cái đấy là trang top top của Ruby và người yêu của Ruby nhá. Rồi và câu hỏi tiếp theo đó chính là khi mà mình out team như này thì mình còn nhắn tin với các thành viên trong team hay không? Thì nếu như mà bạn nào có theo dõi những cái bài đăng ở trên Facebook của mình ấy, thì các bạn sẽ biết được rằng là mình đang gặp một cái vấn đề khá là lớn với gọi là một vài cá nhân ở trong công ty. Đó, một vài cá nhân thôi, chứ mình không có vấn đề gì với team cả. Các bạn là mình không có trách bất kỳ ai ở trong team cả. Dù sao thì cũng là một phần thanh xuân của nhau, không đi chung được với nhau thì thôi, cũng không làm khó dễ nhau nhiều. Được rồi, và đó là câu hỏi, những cái câu hỏi mà các bạn hỏi mình nhiều trong thời gian vừa qua. Ok, và tiếp theo đó chính là, mày sao mini world dọn đi lắc thế? Thề luôn, nãy giờ tôi lắc chuột nó cứ bị giật chuột á mọi người. Không biết mọi người có thấy giống tôi nhưng mà nãy giờ tôi lắc chuột tôi cứ bị giật chuột đó. Đó là tôi nhảy bây giờ té nhiều vải. Trời ơi, bây giờ té nhiều vải. Rồi, và ok, thì đó là về cái việc mà câu hỏi xoay quanh cái vấn đề out team của mình. Và tiếp theo là những cái mà mình đã trải qua trong thời gian vừa qua. Thì mình cũng xin lỗi mọi người trước, bởi vì đây là một cái nội dung nó khá là tiêu cực, và mình không muốn đem cái nội dung này lên trên video một tí nào cả. Nhưng mà mình muốn cho mọi người hiểu hơn về cái cuộc sống mà mình đang đã và phải trải qua ở trong thời gian đã, sắp và đang diễn ra ha. Thì ok, quay ngược trở lại vào ngày 30 tháng 6 thì cái thời gian đấy mình đã có out team. Thì mình có đăng lên một cái bài để mình nói với các bạn là hiện tại là mình đang muốn làm việc cá nhân để mọi người biết đến mình thông qua cá nhân. Và khi mà mọi người nhắc đến cái việc mà Sido out team thì mọi người lấy cái bài đăng đó ra để mọi người nói rất là nhiều. Thì ok, thì cái bài đăng đó là một cái bài đăng để sao ta, làm yên lòng các bạn thôi, cho các bạn an tâm thôi. Chứ thật ra thì cái thời gian đấy thì là cái thời gian mình out team rồi. Và khi mà mình out team như vậy á, thì mình có rất là nhiều cái vấn đề, những cái hợp đồng mà mình chưa hoàn thành với team. Nên là mình phải làm nốt, mình phải làm xong những cái hợp đồng đấy thì mình mới bắt đầu mình làm những cái khác được. Mình mới bắt đầu mình thông báo cho mọi người là mình đã out được. Nên là cái thời gian đấy thì mình phải đăng một cái bài như vậy để cho các bạn đọc được, để các bạn đỡ phải bị hoang mang ấy. Thì mình xin lỗi các bạn rất là nhiều, bởi vì mình out lâu như vậy rồi, nhưng mà đến tận ngày 11 thì mình mới nói cho các bạn biết ở trên Facebook. Và đến tận ngày hôm nay thì mình mới nói một cái video chính thức nói cho các bạn biết về cái vấn đề này. Và mình xin lỗi các bạn rất là nhiều. Và mình biết á, là khi mà mình out như thế này á, thì cũng sẽ có rất là nhiều bạn là coi mình vì team, hay là biết mình qua team. Thì mình cũng biết là khi mà mình out như vậy á, thì sẽ có rất là nhiều bạn sẽ không theo dõi mình nữa, hoặc là sẽ có rất là nhiều bạn là thất vọng này kia. Nhưng mà các bạn ơi, có những việc mà nó phải xảy ra. Và trong cuộc đời của chúng ta thì khi mà có những cái cuộc chia ly á, thì nó không thể nào mà nó tránh khỏi được. Và phải có những cái đó, phải có những cái cuộc chia ly đó thì chúng ta mới bước tiếp được mọi người ha. Thì nói chung là cái lý do để làm sao mà mình out team ấy thì mình sẽ không nói ở đây nha mọi người. Tại vì căn bản là cái lý do nó cũng hơi tiêu cực xíu, nên là mình không có muốn đem lên đây. Thì mình chỉ muốn cái gì đó nó vui vui, mang cái sự vui vẻ đến mọi người thôi. Còn cái sự tiêu cực thì nếu như mà mình có mang lên đi chăng nữa thì nó cũng chỉ là tiêu cực một chút đấy. Và mình sẽ tấu hài vào để cho cái tiêu cực đấy nó bớt đi một chút, chứ mình không có muốn kiểu đem một cái vô cùng tiêu cực vãi nồi để lên một cái video cho các bạn xem. Bởi vì căn bản là mục đích của mình đến với YouTube đơn giản là cho các bạn những cái sự thoải mái, cho các bạn những cái sự giải trí sau những giờ học tập và làm việc cả năm mà thôi. Đó, thì là trong cái khoảng thời gian đấy á, như các bạn biết là mình gặp phải khá là nhiều lời ra tiếng vào, khá là nhiều bạn edit top top về mình, khá là nhiều bạn nói này nói kia vân vân và mây mây. Thì mình hiểu cho cái tâm lý của các bạn. Cái khoảng thời gian đấy mình khá là áp lực.
Bởi vì đa phần ấy, những cái video top top đăng lên hay là những cái comment thậm chí là trên YouTube của mình và trên Facebook, rất nhiều comment tiêu cực liên quan đến cái vấn đề này. Khi mà mình thông báo chính thức là mình out team thì nó lại còn tiêu cực nữa mọi người, nó còn tiêu cực nữa. Và mình thật sự mình rất là stress. Tôi biết là khi làm cái nghề này á thì cái việc mà đối mặt với những cái bình luận tiêu cực, những cái bình luận mà nó khó chịu, những cái bình luận mà nó đả kích chúng ta thì là một cái việc nó rất là bình thường. Và thắng rồi ủa thôi nhảy lại nha mọi người, thôi nhảy lại nha. Thì nói chung là tôi biết là làm cái nghề này khi mà để đối mặt với những cái comment đấy thì là một cái chuyện nó rất là bình thường, đúng không mọi người? Rất là bình thường, và mình phải tập làm quen với nó. Bởi vì các bạn là mình là người của công chúng nên là có người thích thì sẽ có người ghét, có người thương thì sẽ có người không ưa. Đâm ra là khi mà người ta chửi tôi ấy thì tôi chỉ cảm ơn thôi. Tại vì từ trước đến giờ tôi vẫn giữ nguyên một cái quan điểm á, là các bạn chửi tôi không phải bởi vì các bạn ghét tôi. Các bạn chửi tôi bởi vì căn bản là tôi có một cái gì để tôi làm sai với các bạn, hoặc là làm các bạn không thích thì các bạn mới chửi tôi. Và tôi còn phải cảm ơn ngược lại các bạn chửi tôi, bởi vì các bạn là nhờ các bạn thì tôi mới tìm ra được những cái khuyết điểm của mình. Bởi vì nếu như mà cuộc đời này mà toàn những cái người mà người ta khen tôi không ấy, thì tôi không thể nào mà hoàn thiện được cái những khuyết điểm của mình. Bởi vì có ai chê đâu mà biết được những cái khuyết điểm đó là gì, đúng không? Thì phải có những cái bạn chê như vậy thì mới biết được là mình cần sửa cái gì, mình cần phải thay đổi cái gì để mình trở nên hoàn hảo hơn. Mình cảm ơn các bạn còn không hết. Nhưng mà nếu như mà ai cũng comment tiêu cực theo dạng đóng góp thì nó lại tốt rồi các bạn ạ. Còn đằng này thì các bạn comment theo dạng là các bạn chỉ trích mình một cách thậm tệ. Thậm chí là có nhiều bạn còn bảo là thất vọng về mình chỉ vì mình out team. Trời ơi, nếu như mà các bạn đóng góp cho mình, các bạn có một cái gì đó cho mình có thể cảm ơn các bạn. Nhưng mà nếu như mà các bạn comment một cái tiêu cực về cái chửi đổng như thế thì thật sự là mình không thể nào mà mình tích cực nổi. Mình không thể nào mà suy nghĩ tích cực nổi với những cái comment đấy các bạn. Nếu như mà nói là không cảm nhận thấy gì á là nói xạo. Khi mà đọc những comment đấy thì chắc chắn là phải có buồn rồi. Chắc chắn phải có buồn thôi. Chứ không thể nào mà con người chứ đâu phải sắt đá đâu mọi người. Nên là đọc những comment đó chỉ có thể là phớt lờ thôi. Chứ nói là không cảm giác thấy gì thì sai, sai hoàn toàn. Và đấy là cũng là lần đầu tiên mà mình trải nghiệm là đó là cuộc sống của mình, đó là cái quyết định của mình. Và đó là cái con đường mà mình đã chọn. Nhưng lại bị người khác thất vọng. Thật sự là mình bị stress cái khoảng thời gian đó rất là nhiều mọi người ạ. Bởi vì á thật sự ấy, có nhiều người kia là ủa thất vọng thôi mà có gì đâu mà phải buồn như vậy. Nhưng mà tôi á, anh em biết đấy, từ đó đến giờ khi mà những cái video mà tôi làm ra ấy, tôi rất thích đọc comment của mọi người. Đâm ra là tôi rất để ý đến cái cảm xúc của mọi người khi mà coi một cái video của tôi. Và nếu như mà mọi người cảm thấy thất vọng về tôi ấy thì tôi sẽ cảm thấy bản thân mình rất là áy náy, và tôi phải tìm mọi cách để có thể khiến cho mọi người không còn cảm giác đó nữa. Nhưng mà trong cái thời gian mà mình out ấy, mọi người chỉ comment thất vọng thôi. Nhưng mà mọi người thất vọng chỉ vì cái lý do tôi chọn con đường riêng để tôi đi á, tôi cũng không biết là tôi phải sửa như nào nữa mọi người. Thì sửa tôi không biết tôi sửa phải sửa như nào luôn á. Và bắt đầu kể từ khoảng thời gian đó trở đi á thì tôi bắt đầu ít đọc comment của mọi người dần. Tôi phải thú thật là tôi ít đọc comment của mọi người dần, bởi vì tôi sợ là khi mà tôi đọc những cái comment đấy á thì tôi sẽ bị tiêu cực. Mà khi mà tôi tiêu cực ấy, thì tôi sẽ bị tụt mút quay video. Mà khi mà tôi tụt mút quay video ấy, thì những cái video mà tôi quay ra và tôi gửi đến các bạn ấy, nó không thể nào mà nó vui được mọi người ạ. Nó không thể nào mà nó vui được, nó không thể nào mà mang một cái cảm xúc tích cực được. Nên là tôi ít đọc comment đi. Tôi hầu như là khoảng thời gian đấy là tôi không dám đọc comment luôn. Vì tôi sợ là tôi sẽ đọc trúng những cái comment tiêu cực đấy và tôi phải mất cả một ngày. Thì tôi nằm tôi suy nghĩ về nó. Tôi thường hay có cái tật vậy á. Nói là không buồn vậy thôi. Tức là khi mà một ai đó công kích mình, trên mồm thì mình nói không buồn vậy thôi, nhưng mà lại mất cả một ngày để nằm và suy nghĩ về cái điều mà người ta nói về mình, để coi là người ta có nói đúng hay không, và coi là mình đã tệ đến mức nào mà người ta lại phải nói mình như thế. Tôi phải mất cả một ngày để tôi nằm tôi suy nghĩ về những cái comment đấy, và thậm chí là cả một tuần, một tháng gì đấy. Nên là tôi sợ đọc comment trúng những cái đấy và sẽ khiến cho cái tâm trạng của tôi nó xấu đi. Tôi không thể nào mà mang đến tiếng cười cho mọi người được. Nên như mọi người thấy đấy, khoảng thời gian gần đây tôi bị ít livestream lại. Là bởi vì bắt đầu tôi có những cái chuyến đi. Tôi bắt đầu đi ra ngoài nhiều hơn. Tôi đi chơi với bạn bè tôi nhiều hơn. Tôi đi chơi với anh em cũ nhiều hơn. Và thậm chí là có những cái chuyến từ thiện mà sắp tới mà tôi sẽ đi luôn. Thì tôi không biết là cái ngày mà đăng video này lên thì tôi đã đi cái chuyến từ thiện đó chưa. Nhưng mà sắp tới tôi sẽ có. Vào ngày 15 là tôi bắt đầu tôi lên Hà Nội để tôi đi Trà Xùa. Đấy, thì tôi bắt đầu có những cái chuyến đi nhiều hơn để... Nguyên một cái tháng 11 đó là tôi toàn bay trên trời không luôn. Nguyên một cái tháng 12 là tôi toàn bay trên trời không luôn. Và cái tháng 1 này tôi cũng chuẩn bị đi Tà Xùa để từ thiện, mà là live phải bay tiếp.
bay nhiều lắm. Nên là có những cái chuyến đi như vậy đó, nên là tụi tôi không thể nào mà quay video để hẹn nhau quay video cùng với nhau được. Và thậm chí là cái giờ giấc của tụi tôi nó cũng bị đảo lộn á mọi người. Nó không có cùng giờ quay video với nhau á. Tâm ra là nó bị fail ở một vài thứ. Nên là giờ hôm nay các bạn thấy mình với Ruby ít lên clip với nhau ấy, không phải là do bọn mình nghỉ chơi với nhau đâu nhá. Không phải thế đâu, không phải mình nghỉ chơi với nhau đâu, mà do các bạn là thời gian cháy gió chợ mùa. Ừ, nó kiểu thế đấy. Và thật sự thì tôi giờ hôm nay là tôi bắt đầu viết nhạc lại. Nhưng mà tôi đang có những cái suy nghĩ như thế trong đầu ấy. Tâm ra là tôi không có suy nghĩ được cái gì để tôi viết nhạc hết trơn á các bạn. Tôi không có suy nghĩ được cái gì để tôi viết hết. Nhưng mà tôi sẽ cố gắng để tôi có thể hoàn thành một bài nhạc. Có thể là nói về cuộc đời mình, hoặc có thể là nói về những khoảng thời gian mà mình đã trải qua. Và tất nhiên là nó sẽ không mang một cái hướng tiêu cực quá đâu mọi người ạ. Và tôi cũng sẽ nhắc lại một lần nữa là tôi không có vấn đề gì với team hết nha. Tôi không có vấn đề gì với team hết. Tôi ao bởi vì là tôi không còn chung định hướng với team được mà thôi. Và cái lý do cụ thể là gì thì mọi người có thể lên Facebook để mọi người có thể đọc. Và tôi không biết là cái bài đấy, cái ngày mà tôi đăng cái video này lên thì cái bài đấy còn hay không. Nhưng mà hy vọng là còn để mọi người có thể lên đọc được nha. Và trong cái thời gian mà mình out team vào ngày 30 tháng 6 ấy, thì mình bắt đầu ít quay video với team dần ấy. Thì cũng có nhiều bạn cũng đoán già đoán non ra về cái việc mà mình out team rồi. Và mọi người edit tóc giật khá là nhiều. Tích cực có, tiêu cực có, mà tôi thấy là tiêu cực nó nhiều hơn. Và mọi người thất vọng này kia. Xong rồi mọi người kêu tôi quay trở lại team đi. Thì thật ra là phải có một cái lý do gì đó tôi mới out mọi người ơi. Chứ không phải là đùng một cái tình cảm 4 năm như thế mà lại out một cái bạch như vậy đâu. Nên là nếu bây giờ mà mọi người bảo tôi quay lại team thì chắc khó đấy. Tôi chỉ bây giờ chỉ có thể là chơi theo phương diện là gặp ai làm chung nghề, đồng nghiệp thì tôi chơi chung với người đấy thôi. Chứ còn làm team thì tôi cũng đang không có ý định lập bất kỳ một cái team nào hết. Trong tương lai thì tôi không biết, nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì tôi đang không muốn lập một cái team nào hết. Tôi chỉ đang muốn làm việc độc lập một mình. Làm việc theo cái cách mà ngày xưa mà mình vẫn thường hay làm thôi. Bởi vì khi mà tôi làm việc độc lập, khi mà tôi làm việc một mình ấy, thì tôi mới cảm thấy đấy là tôi, đấy là con người của tôi. Và khi mà tôi làm độc lập một mình thì tôi mới cảm thấy là tôi mới bung hết được sức mạnh của mình ra này. Tôi mới có thể thả được con quái vật tiềm ẩn ở trong người mình ra các bạn hiểu không? Yeah. Có đó chịu comment về việc mà mình hãy quay lại team đi. Nhưng mà xin lỗi các bạn rất là nhiều, và mình cũng xin thật lòng xin lỗi, bởi vì đây có lẽ là cái yêu cầu duy nhất của các bạn mà mình không thể nào mà thực hiện được. Xin lỗi các bạn nhé. Và nói chung là đó là những cái vấn đề xoay quanh về cuộc sống của mình, xoay quanh về công việc của mình trong thời gian vừa qua. Thì mình muốn kể sơ qua cho các bạn nghe như thế này để cho các bạn hiểu thôi. Chứ mình cũng không có phải bắt các bạn phải là này kia nọ hay là cảm thông các thứ đâu. Mà mình chỉ hy vọng là các bạn hiểu thôi nha. Chỉ cần hiểu thôi là được rồi. Chứ mình không cần phải hy vọng gì cao xa là các bạn phải comment cảm thông này kia đâu. Bởi vì các bạn làm mọi thứ nó đã rồi. Nên là bây giờ có cảm thông thì nó cũng thế thôi. Và ok, nói chung là mọi người nếu có bất kỳ câu hỏi nào hay bất kỳ cái tâm sự nào mà các bạn cảm thấy khó nói với gia đình, bạn bè, các bạn có thể để lại bình luận bên dưới nha. Và trong series bóc cua vào kể của mình thì mình sẽ đưa những cái bình luận tích cực, tuyệt vời cũng như là những cái tâm sự hay nhất lên để có thể chia sẻ đến với mọi người cùng biết ha. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã xem video này, và đó là những gì mà mình muốn truyền đạt trong cái video bóc cua vào kể tập 1 này. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại bạn những video kế tiếp. Bye bye.